Trong võ thuật hay các môn đối kháng, bạn luôn phải học ngã, học phòng thủ trước khi học cách tấn công. Mục đích là để bạn không phải thua trước khi cố gắng giành được chiến thắng. Trong đầu tư cũng như vậy, trước khi muốn kiếm tiền, bạn phải học cách giữ được tiền đã. Và cắt lỗ chính là một điều kiện giúp cho bạn giữ được tiền trong thị trường đầu tư khắc nghiệt này. Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett cũng đã từng nói hai nguyên tắc quan trọng nhất của ông khi đầu tư. Nguyên tắc thứ nhất là không để mất tiền, và nguyên tắc thứ hai là đừng bao giờ quên nguyên tắc thứ nhất. Tuy nhiên, thực tế trên thị trường đầu tư lại có rất ít người làm được điều đó. Đó cũng là một trong những lý do chỉ có 5% nhà đầu tư chiến thắng về dài hạn. Vậy thì lý do là gì? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Bạn yêu thích những video về kinh tế tài chính từ Spider Room và muốn tìm hiểu thêm nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn muốn chia sẻ những kiến thức về kinh tế tài chính của mình cho cộng đồng và được Spider Room chuyển thể thành video trên kênh YouTube của nhà nền? Còn chần chờ gì nữa mà không tham gia ngay? Tiền ở đâu, đầu ở đó, group mới toanh từ Spider Room, nơi bạn có thể chia sẻ kiến thức, kết nối với những người có cùng đam mê. Tham gia ngay bằng đường link ở dưới phần mô tả các bạn nhé. Đơn giản là bạn không dám thừa nhận mình đã sai. Đưa ra quyết định mua cổ phiếu là bạn đang bước vào một cuộc đặt cược. Nếu đúng là bạn có lời, và nếu sai thì bạn chịu lỗ. Tất nhiên là chẳng ai muốn sai, nên tâm lý chúng ta khi mua sẽ luôn tìm kiếm những lập luận ủng hộ quan điểm của mình về giá sẽ tăng và có xu hướng cố chấp bảo vệ quan điểm ấy. Và rồi khi giá cổ phiếu đi ngược với nhận định, tức là lập luận của chúng ta đã sai và chúng ta phải thừa nhận lỗi sai đó ngay bây giờ bằng cách đặt lệnh bán cắt lỗ, thì tâm lý chúng ta sẽ có vô số biện minh để phủ nhận rằng mình không sai. Gồng tiếp biết đâu giá hồi, nhiều tin tốt mà. Xuống tiếp thì mình trung bình giá, vân vân và mây mây. Hãy trung thực, chỉ là bạn không dám thừa nhận rằng mình đã sai. Cách tư duy đúng sẽ giúp bạn hành động đúng. Bạn phải chấp nhận một sự thật là không có ai có thể chiến thắng trong tất cả các giao dịch. Ngay cả những nhà đầu tư tài ba nhất trên thế giới hay là những quỹ đầu tư top đầu cũng vẫn có các giao dịch thua lỗ. Quan trọng là một khoản lỗ chỉ cho thấy bạn sai trong deal đầu tư đó. Đó không thể hiện bạn kém cỏi trong việc đầu tư hay là sẽ lỗ tiếp cho các deal tiếp theo. Tuy nhiên, nếu giữ khoản lỗ đó lại hoặc là để khoản lỗ đó trở nên lớn hơn, thì bạn sẽ không thể có các deal đầu tư tiếp theo để có thể chứng minh là mình đúng. Tư duy của những nhà giao dịch chuyên nghiệp: lỗ ư, không hề gì, tôi có thể dễ dàng kiếm bù lại với các cổ phiếu tốt hơn trong tương lai. 2. Bạn sợ nỗi đau mất tiền khi cắt lỗ. Hãy tưởng tượng hai trường hợp. Một là bạn nhặt được 100.000 và hai là bạn đánh mất 100.000. Thì trường hợp nào sẽ cho bạn cảm xúc mãnh liệt hơn? Mình dám cá đó là trường hợp 2, khi bạn mất mát. Đó là do một hiệu ứng tâm lý. Con người luôn để ý đến những điều tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Chính vì thế mà sự đau đớn của một khoản lỗ 20% chắc chắn sẽ tác động mạnh hơn rất nhiều so với niềm vui của một khoản lãi 20%, theo các nghiên cứu là gấp đôi. Do đó, chúng ta sẽ không cắt lỗ để tránh trải qua cảm giác đau đớn đó, vì chưa cắt là chưa thực sự lỗ. Một câu hỏi khác là, vậy sao chúng ta không xử lý nỗi đau khi mà nó còn nhỏ để tránh nỗi đau khi nó quá lớn và không thể xử lý? Trong trường hợp này, là sao không cắt lỗ khi mà 10% mà lại để lỗ đến 20%? Lại là do một hiệu ứng tâm lý khác. Tại thời điểm lỗ 10%, sự mất mát không được nhìn thấy. Ở đây là lỗ 20% sẽ không đau đớn bằng sự mất mát hữu hình hiện tại. Cắt lỗ 10% ngay bây giờ. Nên chúng ta sẽ cố gồng lỗ để tránh trải qua nỗi đau hiện tại và hy vọng giá sẽ tăng trở lại để khoản lỗ biến mất. Đến khi lỗ 20% thì chúng ta mới buông xuôi và không thể xử lý vì nỗi đau bây giờ đã quá lớn. Lần tới, khi mà lỗ 10%, hãy tưởng tượng ra hai trường hợp. Một là niềm vui khi giá quay lại lỗ 0%. Hai là lỗ đau hơn khi mà âm đến 20%. Giả sử bỏ qua các yếu tố khác và coi xác suất hai trường hợp này là bằng nhau, điều nào sẽ tác động mạnh hơn đến bạn? Nếu nỗi đau lỗ 20% lớn hơn thì hãy cắt lỗ ngay. Còn nếu niềm vui khi mà lỗ 0% lớn hơn thì hãy giữ lại. Một kiểu so sánh lợi nhuận và rủi ro, xác suất xảy ra là 50% như nhau. Rủi ro lớn hơn thì bán, còn lợi nhuận lớn hơn thì giữ. Từ đó bạn sẽ có phương pháp phù hợp nhất với mình nhá. 3. Lợi ích của việc cắt lỗ. Dành vốn cho các khoản đầu tư tốt hơn.
Hãy tưởng tượng nếu xác suất đúng của bạn trong đầu tư là 60%, thì khi điểm mua của bạn lỗ, tức là bạn đang rơi vào xác suất 40% sai. Nếu bạn không nhanh chóng loại bỏ khoản lỗ, thì bạn sẽ không có tiền để tham gia các điểm mua đúng trong xác suất 60% kia của bạn. Vì vậy, một khoản lỗ có thể là một lỗi sai của bạn, nhưng nếu không nhanh chóng sửa nó bằng cách cắt lỗ đi, thì nó sẽ làm mất đi cơ hội đúng tiếp theo của bạn. Cắt lỗ nhanh sẽ phù hợp với diễn biến của giá cổ phiếu, vì giá cổ phiếu thường sẽ tăng lâu nhưng mà giảm rất nhanh. Ví dụ, nhìn lại pha uptrend 2 năm trước của thị trường chứng khoán, chỉ số VN Index phải mất 1 năm rưỡi để tăng từ 900 điểm lên 1.500 điểm từ tháng 9 năm 2020 cho đến tháng 3 năm 2022. Nhưng mà chỉ mất hơn nửa năm để giảm từ 1.500 điểm quay trở lại 900 điểm từ tháng 4 năm 2022 cho đến tháng 11 năm 2022. Vì tâm lý đám đông luôn nghi ngờ khi thị trường tăng, nên hành động mua sẽ cẩn thận và thăm dò từ từ. Nhưng mà khi bán thì tâm lý hoảng loạn sẽ lấn át, dẫn đến bán tháo và không còn lý trí được nữa. Do đó, khi bạn rơi vào một thị trường phi lý như vậy, thì việc cắt lỗ nhanh sẽ giúp cho bạn tránh những khoản thua lỗ lớn. Các khoản lỗ càng lớn, càng cần lãi nhiều hơn để về bờ. Nhưng điều thú vị là trong khoảnh khắc bạn vẫn phân vân không biết có nên cắt lỗ hay không, thì tấm ảnh đó lại không hiện lên trong tâm trí các bạn rõ ràng như thế này. Vì như đã trình bày ở trên, các hiệu ứng tâm lý đã làm cho bạn chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Nhưng may thay, não con người lại rất nhạy bén với những con số. Nên là sau bài viết này, hãy để bức ảnh này ở nơi nào bạn có thể nhìn thấy khi đầu tư. Để đến khi phân vân có nên cắt lỗ hay không, thì hãy nhìn thẳng vào nó và đưa ra quyết định phù hợp nhất với khả năng chịu đựng của mình nha. Tổng kết. Tâm lý không muốn nhận sai và sợ nỗi đau mất tiền là những lý do khiến bạn không dám cắt lỗ. Những điều này ai cũng dễ mắc phải, nhưng rất khó nhận biết vì nó nằm ở phạm trù tâm lý. Do đó cần kha khá thời gian để nhận thức, thay đổi tư duy và có phương pháp xử lý đúng thì mới giúp bạn cải thiện dần được. Tuy nhiên, sau khi giải quyết được một trong những bài toán khó nhất của đầu tư, thì công cuộc đầu tư của bạn sẽ rất dễ dàng và hiệu quả hơn nhiều. Vì thế, trong những bước đầu học đầu tư, hãy học cách cắt lỗ trước nhé. Chúc các bạn đầu tư thành công. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!